Wow. Bữa. Ôi. Phê anh em ơi. Phê chưa? Ôi, con này to chưa? Ôi, nó vịt cần. May. Lên ngay. Đen. Con này to. Wow. Con này to quá anh em ơi. Đấy. Bắt, cho nó. Phê. Ôm cho nó vào, không có anh mất. Được, ok anh em ơi. Được rồi anh em ơi. Ủa kìa, không mất. Bình tĩnh, để anh đỡ lên. Anh em nhìn thấy nước mỡ nó chảy kìa. Phê chưa? Thơm nước mũi luôn. Ngọt quá. Cá tự nhiên. Anh em nhìn này, cá trông thế mà nướng ngon kinh anh em ạ. Là các bác nhìn này. Thịt nó tự nó nứt ta thớ luôn anh em nhé, tự nứt ta thớ luôn chứ không phải là em xía đâu. Đấy, có nhìn nhé, cá tự nhiên này ngon kinh thật. Cái này cái lớp gì cháy trên nó không ảnh hưởng các bạn. Ui, ngon lắm. Rồi các bác thưởng thức cái món cá chấm đen với anh em tôi. Ra dày cục rồi, ngon không tanh, rất ngon. Đổ nướng ăn nó khá bỏ thật. Thịt nướng khô quá, nhìn nhé. Anh em nhìn nhá, thịt khô luôn. Đây, các bác nhìn này, thớ thịt chua chấm này, súp ớt này, u lô phê, ngon, phê hắc ngon, đã quá. Ủa thế này giờ này chuẩn đâu nó bay nhiều cho các bác này. Em vừa phi đến là thấy chuẩn nó bay nhiều quá. Rồi, bây giờ em sẽ vào cái vị trí hôm nọ săn hàm tiếp anh em nhé. Mà hôm nay thì em sẽ câu đài bằng câu bằng cận mềm, ngoài mềm luôn chứ không đánh lục nữa. Hôm nay em sẽ câu cây 46T các bác nhé. Buộc chụp sẵn này, nhà có cái cước tặng theo cần, cước gọi là cước gì có nhỉ? Cái này gọi là cước tàng hình, cước tàng hình đánh ngọn mềm luôn. Rồi, nguyên liệu chính vẫn sẽ là ủ chua và cá viên. Nhưng hôm nay em đánh chung là chủ yếu là muốn săn hàng to đánh chấm đen thì em sẽ đánh cá viên là chính. Còn nó ủ chua thì nó chỉ có 30% thôi. Ngọn mềm luôn các bác ạ. Đây, vị trí đánh ở ngay đỉa đấy các bác. Nước sông này nên cá phết đấy. Ok, anh em bắt đồ nào các bác nhé. Thời tiết hôm nay nó tương đối là nắng anh em ạ. Đã mà luôn đấy. Này đi có hai thằng ngồi câu cho nó tự tin. Nó đi mình câu nó chung điều có mình, thành ra là ngồi nó cũng hơi hãi. Ngồi bờ sông thì kinh anh em. Chèn không? Vẫn là cái bãi huyền thoại. Nếu buổi sáng ra mà trời đã nắng lắm anh em ạ. Ngoài đấy rất là sâu anh em nhé. Nước bây giờ chắc là em phải để rơi khoảng 3 mét. Nước đang để 3 mét nước anh em ạ. Sâu lắm. Rồi ok đấy các bạn. Ok, rau tem em vừa cắt hết bớt đây. Rất nguy hiểm đấy. Kho tàng vũ khí. Này đi đánh kho tàng vũ khí 4 chai luôn. Mà quan trọng thứ là mồ ơi. Nếu bác cứ hỏi phối mồi mà chưa làm được cái video phối mồi ở đây, sáng em đi cho cắm gà nó khô quá này. Đó, giờ xào đi. Giờ xào anh em ạ. Một cục bự. Hai cục bự. Nó đánh đài mồi nó không mất nhiều, thì ra xả cứ xả nhiều đi. Kiểu như cá vào này nhiều mồi, xả cứ xả anh em ạ. Cứ xả đây. Mồi xả mình nhiều. Xả mạnh tay vào thì cá nó vào nhiều anh em ạ.
Còn cái mồi này bây giờ sẽ cho bột mì các bác nhé. Mồi đánh chính thì sẽ cho bột mì. Do là đánh ở sông nó cũng chả cá to mấy, là làm lưỡi vừa vừa nhỏ nhỏ anh em. Rất là dẻo đấy. Thì câu có cái bột mì nó yên tâm hơn nhiều anh em, để ngâm chán làm sao ạ. Rồi xuống mồi anh em ơi. Lỗ lại đấy, thỏ đúng một cái nụ phào. Ok, mút rất là nhẹ các bạn. Mày mua tục phật cho vỡ mồm. Thế là cắn bảy. Đấy rồi, đóng rồi nhá ơi. Đóng. Ôi, đen đen anh em ơi. Ôi, hàng 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 anh em ơi. Đóng, đóng đen, đóng đen, đóng đen. Ôi, đóng đen, đóng đen anh em ơi. Ôi, cái này to, cái này to anh em ơi. Wow, wow, wow. Bự, bự, bự. Ôi 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 ôi, phê 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 nhá mọi người, phê phê chưa, ôi có này to chưa, ôi nó vít cần, nó vít cần, may may, lên ngay lên ngay, đen đen đen, có này to, wow wow, có này to quá nhá mọi người, phê phê, vào 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 đây, ôi, chạy đâu, lên lên đây nhá mọi người. Thì cứ cực thịt, cực thịt. Lên lên. Con này to anh em ạ. Cần đại nó mềm quá. Khó 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 lên, cần đại mềm quá, nước nó sâu khó lên. Này các bác nhìn nó đi phao kìa. Mày chạy đâu, căng. Wow wow. Căng luôn. Phải chơi anh em này. Wow. Lên lên, nổi nổi nổi. Lặng tay lắm anh em ạ, đánh 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 cần ngọn nó mềm lặng tay thế. Rồi con này rồi, đóng đóng mồm anh em ạ. Rồi 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 à, phê phê đã chưa, để lai với ngon chưa anh em kìa. Ủa, phê phê quá anh em, hôm nay không mong vợt quá, hôm nay đây may quá hai anh em đi đang thằng em đang phải cầm cái túi lưng cá xuống thòng nó vào quá to này mà không mong vợt. Nước sâu đấy, nó sâu tụt đấy em, để anh em dòng nó vào mày bớt ra. Đấy đấy, cẩn thận nhá. Lưỡi đài thì nó đóng cũng chắc rồi, không sợ, nó không như lưỡi lục. Đấy, con này to. Bình tĩnh để nhùa các bạn. Ê, mày đau đầu nhá, không mong vợt. Mình đi câu chứ bao giờ được cá to đâu. Đấy. Bắt bắt, chọn chọn nó. Phê phê phê. Ôm chọn nó vào, không có anh mất. Được, ok anh em ơi. Được rồi anh em ơi. Ủa kiểu không mất, không mất. Bình tĩnh để anh đỡ lên. Bình anh cái đưa. Chân. Đưa anh cầm cán. Không cầm. Cầm được cái dọ đó. Em cầm cái dọ đút vào, đút vào dọ luôn. Ê giời khổ, không đi mang vợt nó khổ này anh em ạ. Mình đi đánh thì thường thường mang vợt thì đã không được cá to. Nay lại quên. Ôi trời, ôi. Phê. Gỡ nữa. Thế à? May có hai thằng đi các bác ạ, ấy không con này không bắt được. Ok. Ngon ngon anh em ạ, cái con này nó rít đi cái cước này em đánh cái cước tàn hình. Tàn hình lưỡi nhỏ. Con này tí nữa thì mất đi các bác. Ô nó đóng bên ngoài anh em này. Lưỡi đóng bên ngoài. Nó xử một lưỡi này. Còn một lưỡi, chắc là vừa đấy. Vừa đấy nó mắc kia là bên này bê xuống thôi là đứt một lưỡi. Ngon ngon quá.
To phết con này to. To phết anh em ạ. Phê chưa. Đúng đen luôn anh em nhé. Phê chưa. Quá đã đời. Cho nó xuống cầu tiếp anh em. Phê quá con đầu tiên. Ngon thật. Cắm nó xuống đây anh em ạ. Wow. Ông già, cái cây đâu. Máy này đi hai thằng bắt được chứ một mình hôm nay con này mất. Cứ lần nào thì mang vọt đi chả con chết mẹ nào. Hôm hôm không mang vọt đi lại được cá to. Đang phê vừa bê chắc là bê xong rồi vướng con cá kia giật cái nó đứt mất một lưỡi các bạn. Rồi. Đây nó xong. Đứt lưỡi may sau cái lưỡi này đóng vào rìa mồm của nó lại còn chứ không chắc là mất cá rồi. Đây, chính là nó đóng vào cái lưỡi bên dưới. Dây dưới phải hơn đất rồi. Cái số con đấy nó oảng. Lưới đẹp đấy anh em. Này kéo thêm mà không hỏng đâu, không bị quằn ra. Đây hoa, lưới này. Đẹp đấy. Lưới nhỏ mà bo nó không rõ ràng được. Lưới nó tặng theo cái cần 20H. Thì nó được lưới xịn. Khi mua ngoài chắc chẳng có. Trước em đánh lục thì em không cần vợt, đó là chuyện bình thường. Em nhấc em dây rù nhấc lên ngay. Mà nên em đánh cước thì qua này em nghĩ hôm nay đi đánh đài chắc là nó chả được con nào to rồi. Thế tâm lý thế mình đi sáng mình chẳng chú ý đến vợt viết gì. Này một nước ngỡ đâu này ba hàng. Đúng là hình con đầu tiên đấy. Thả phát đầu tiên luôn các bạn. Thế nó băm băm về sau thì nó nín ngay. Xong rất là tuyệt vời. Hên ạ, chung là ăn may với mọi mồi mè nó cũng chuẩn ạ. Ok, mồi mè nó phải chuẩn. Ngồi nó không chuẩn thì đánh chung là khó được cá lắm. Ngày thời tiết nắng lắm các bạn, là ngồi ong hết cả đầu. Con này nó buộc sẵn cho mình, nó buộc toàn thi rù. Có hàng rồi. Mút đẹp thật đấy. Đó. Cắn quả đẹp thế mà không kéo. Đóng ngay, mày chạy đâu? Con gì đây? Rô phi đóng vào mình anh em, ăn đè. Đóng vào mình. Lên. Trời. Ôi ăn đè anh em ơi. Anh em nhìn rô phi nó ăn đè đóng đúng vào mình luôn các bác này. Một phát vào đuôi, một phát vào lưng. Cái này thì bảo sao đánh lục nó nhanh rồi. Đấy, bọn này nó vào nó cuốn ngay cái đánh lục nó nhanh. Ôi trời, gỡ xuống nó quậy mất. Đừng. Đóng một phát vào đuôi, một phát vào mình thế này thì xác định nè. Ok. Này ăn đè các bạn, đóng nó thùng không vẩy. Giật quả căng luôn đấy. Chúng mày cứ nhấp nhấp manh. Em nói thật các bạn, cái này mà gặp em lấy lục đi ông quật cho thì cứ ấy giờ khả năng là số lượng cá mà đến gấp đôi gấp ba bây giờ đấy. Nhưng mà thôi hôm nay câu tí đài cho anh em xem nó vui con mắt. Ông này suốt ngày không đánh lục. Đánh lục thì số lượng cá lên rất nhanh. Chỉ cần bố ta vào mò tí mồi cái cựa hay phao ấy là quẳng ngay tức. Cái phao ấy nó quẳng ngay em tức.
Còn này nước sôi vụt cái cước này nó cũng rất là phê. Đến đây. Đấy. Ở đâu? Ở đây. Chuẩn phao vậy? Đấy đấy. Ngắm phao lét căng này anh em xem thì còn gì sướng hơn. Cái ghế cứ cột cao cả. Đùng đùi tí này. Mút mút anh em kìa. Đây rồi. Mày chạy đâu? Ui đồ phi to rồi anh em ơi. Wow, con đồ phi đẹp. Ôi con này ăn đà, ăn đà, ăn đà. Này các bác này ăn đà, ăn đà. À nó cũng ăn vào mồm chứ. Này nó cũng ăn vào mồm ấy nhỉ. Không phải ăn đà. Con này đẹp thật đấy. Này này này. Mày này. Quay rồi ôi anh em ơi. Ui ôi các bác ơi. Phải chưa các bác này. Con này, cái này để quay quanh dưới. To thật. Đã quá, đã quá. Giật quả nó véo véo véo. Ui dồi các bạn này, à, đu phi to chưa? Đứng dậy. Ui dồi, con này to thật. Phê nòi mắt các bạn. Đừng dậy, con này ngon thật đấy này. Siêu phẩm. Con người nó là người nó mỏng lét. Đấy, đừng. Mày có gỡ nữa ra không? Rồi để anh gỡ hộ cho. Đừng có ngại. Đẹp nhiều quá nhỉ. Cá nó này bổ trắng thế rồi. Ngang ngọc trinh rồi. Trắng ngang ngọc trinh anh em này. Phải nói con mắt. Phải quá. Trắng đét ngang ngọc trinh. Cẩn thận đấy nhảy mất. Đây. Phê thật. Cá ngon luôn đấy. Phê đấy các bạn. Con cá rô phi nó ngon thật. Người nó mỏng đét. Nó không như là mấy con cá dòng dịch vụ. Dịch vụ anh em nhìn thấy con cá trông là người nó bình bịch, nó béo như con lợn luôn. Cá ở đây nó mỏng người, ăn rất là ngon. Mỏng người, trắng, hồng. Tự nhiên là nó là như thế. Còn mấy con cá dịch vụ còn thua. Anh em để phao nó cao em nhìn nó dễ các bạn, mắt cận thành ra là cứ nhìn như các bác cứ để nó mỗi cái tí chòm chòm, mình không nhìn cái gì cả. Thế mình có thể có cao nhìn nó dễ. Bộ môn cận thì nhìn cái phao đài khó nhìn quá. Lên đây tìm được ít hơn mấy cành củ đi, khả năng cho cá vào nướng ăn cho nó ngon anh em ạ. Chưa ăn chấm đen bao giờ đâu. Em chưa ăn chấm đen nướng bao giờ, hôm nay đợi con nướng thử ăn xem nó như thế nào. Để mấy cái cành này các bác nhá. Phải tí bảo anh em nó chạy kia nó đi, phải đi múi than nữa. Ngay ngoài đây người ta bán than thôi. Mà ít nhất là mình phải đốt được cái đống lửa này lên đã. Nhặt mấy củ anh em nhá. Nhặt mấy cái củ. Mày đợt này nó trời nó nắng thành ra là củi nó khô giòn lắm, đốt cái cháy ngay. Cũng còn giòn như củi thật. Đây cái chỗ anh em bọn em nướng thì sẽ nướng ở ngay gốc cây lậu này anh em. Ngồi chỗ đấy cho nó mát. Thế chứ ngồi bây giờ lại nó ngồi cái chỗ là cầu kia nó nắng không chịu. Đốt ngay ngoài đấy thì nó gần bờ nên không có chỗ nào mà ngồi. Với củi vào đấy á. Xe củi phải đâm hết vào trong đấy cho nó râm anh em.
Ok, tươi. Nhặt cái cây tươi anh em ạ. Ngày nó nắng nóng quá. Mà không hiểu sao ở đây nó lắm muỗi quá anh em ạ. Có muỗi hoa đây. May là nay em trang bị quần áo dài, không thì bọn này nó đốt cho đi. Hỏng hình luôn. Trời nóng lắm rồi cũng phải mặc áo dài anh em ạ. Giờ thì cháy tưng bưng rồi, thằng cục than to rồi. Ok. Nửa đang bắt đầu cháy anh em ạ. Thằng em nó vừa mới làm cá xong đây. Ê da, con này chắc nó phải hơn 3 cân tí anh em ạ. Ngon luôn. May là hôm nay có hai thằng chứ một thằng thì chắc chắn không thể bắt con này. Dây em đánh hôm nay nó là dây cước bé các bác ạ. Chứ nó mà dây dù mẹ lưỡi đục thì em cầm em nhấc cái này ngay. Một con này nó đóng vào cái lưỡi bé quá, nhấc lên chắc chắn là mất. May nó có đi hai thằng. Anh em tôi chặt mấy cây để gác con cá này anh em ạ. Chặt mấy cây gác cá, một cây. Thì cắm bằng kia gác lên. Này, rồi anh em xem này. Đấy, đây nó là cây sắn các bạn. Sắn này sao sắn dại sao ấy. Cây cắm. Rồi, anh em tôi cho con hàng mà nướng các bạn ạ. Vừa chặt là cái chỗ để gác cá ở đây, trông nó hơi sida. Nhưng không sao, đói, ngon luôn đấy anh em ơi. Đây, em vừa mà chạy mua cái quạt USB anh em ạ. Chạy rất là tít luôn đấy, đây là máy quay kính cánh nó hơi chậm mà chạy tít lắm. Có ngủ sang được phòng mà. Ấy à, thổi này nó ok, ngồi ngay bờ sông các bác này. Trong đây nó không có gió. Thực ra là mình phải chơi cái loại này, không ngồi đây không cứ ngồi quạt thì chết dở đấy anh em ạ. Đây là con chấm đèn sướng thật, hôm nay cũng nhận cầu nó phê anh em ơi. Tích mít luôn. Cá sắp chín này anh em này. Bây giờ em phải xoay cây ra để cái chỗ nào nó được gác cây nó chín đều anh em nhé. Bỏng đấy. Để xoay nó. Đó. Phải mở. Cái này nó hơi nghiêng. Nó sắp rơi. Em phải cho gì nó càng đây. Đấy. Đấy. Để nhấc cái đuôi cho em xoay ra nhé. Đấy, xoay cho nuôi bên trong. Nướng bên trong. Đấy. Đấy, đầm út thơm thật. Mỡ mỡ chảy. Ngon quá anh em ơi. Anh em nhìn thấy nước mỡ nó chảy kìa. Về chưa? Thơm nước mũi luôn. Ngọt quá. Cá tự nhiên. Quá đã anh em ạ. Giờ anh em tôi lật cái mặt đi. Khô nó, con này nó khô cứng như này. Lật nó kiểu gì nó không gãy. Đấy. Cầm nó ạ. Nước nó chảy qua xuống. Ok. Ui, thơm ngon chưa? Ui sao. Phê. Quá đã luôn. Đó. Nướng nó phải thế này anh em ạ. Đây cho anh em xem này, đã chưa? Ngon nhỉ, có những thịt đói ngon quá. Ngon lắm anh em ơi. Đây đi cầu này sướng sướng.
quá là đã. Anh em nhìn là thịt nó vỡ được. Đây anh em tôi hong nửa mà phần này kẻ ám phần này nó chín hết các bạn. Đây hong nửa cực kỳ nhòn nửa luôn đấy. Nướng hơn 2 tiếng rồi, cái này phải nướng khoảng tiếng rưỡi nữa được. Cho thịt nó khô hẳn đi anh em ạ. Đấy ăn đến sướng ngon lắm. Phê chưa các bác ơi. Mổ mẹ đẹp luôn. Đấy. Thấm đẫm sao vị. Ngon này, nhìn nó thế thèm này. Đi câu được xong lại nướng được ăn này, có gì bảo. Wow, phê quá. Khói quá, cho thêm tí than vào anh em ơi. Và ăn than nào đó rực rỡ. May là hôm nay có cái quạt các bạn, không có quạt mà ngồi nướng con này chắc chắn là không thể nướng được. Bể nó rất là nóng, trời này không có tí gió. Nó oi đau hết cả đầu luôn anh em. Lại ngồi mà quạt cái con này ấy, thì thôi đúng không ạ? Vỡ mồm. Nó là vỡ mồm luôn đấy. Quá là khủng. Cho thêm cả tí bụng vụn rồi. Mẹ quá. Cục sạc để gần nửa mà nó còn nóng ra nên nó nổ cái đùm phát này hỏng. Cho cái lá giấy vào chà. Ê, cá chín này các bạn này, chín khô lứt này. Bây giờ anh em tôi bê lên trên. Đây, lá chuối đây. Bê lên vào để đây ăn uống thôi. Bìa có sẵn rồi. Khênh cả hai cây em ạ. Đây, khênh luôn này. Đấy. À, để nguyên vậy đi. Rồi luôn luôn. Cho luôn luôn vào trước đây. Wow, phê. Đó. À, anh em tôi pha súp này anh em. Bây giờ qua nhìn thấy chấm đen này. Cái cọng bên kia này, cọng hoa lậu nó đụng xuống các bạn chứ. Đấy, nhìn như là kiểu là rong giá. Trang trí. Ngon lắm anh em ạ. Ôi, nó giòn mà. Nhìn nó nướng khô nó ra giòn cộp luôn. Ngon quá. Mặt chanh ăn cho nó. Cho nó ngon. Gà phết thịt của bọn chấm đen tự nhiên ăn thịt gai thật. Vừa ra chợ mua cả dưa chuột có xá kiểu nhưng mà có xá chẳng muốn cho bụng nướng không chẳng muốn cho các bạn. Cho ớt mới ấy là ok. Cứ ớt mới chanh mà nó ok, ngon nhất. Nhìn thèm thế rồi. Với bọn em định cho tiếp mấy con rô phi cho vào nướng nhưng mà thôi nướng một con này ăn chả hết. Rô phi mang về chiều rán. Nên được cái mang về cho vợ đã chửi. Nào mà tí ớt các bạn. Đấy, phải có tí ớt vào ăn mới ngon được. Cái gì cái cũng phải là cay, chua. Tuyệt vời. Rót bia anh em ơi. Có đá luôn nhé, bia hơi. Vừa đỡ cắt họ cho 3 cốc nhỉ. Bia hơi. Rồi, hương mát mát rồi, có tí đá để mới uống bia được. Bỏ mà nó chảy hết. Bia cho nó mát trước. Khá thật đấy. Nhưng tầm này chỉ uống bia là phê đấy. Hôm nay may là hai anh em đi nữa mới bắt được con cá hay không. Sống mất. Gần tuột mấy phát rồi. Tí mất đấy. Rồi uống nhầm mát. Với các bác nha. Anh em uống bia anh em tôi nhé. Mát quá trời. Phê. Rồi, các bác thưởng thức món cá chấm đen với anh em tôi. Ra dày cục luôn. Ngon. Không tanh, rất ngon. Đổ nướng ăn quá khá bỏ thật. Thịt nướng khô quá nhìn nhé. Anh em nhìn nhé, thịt khô luôn. Ăn trông ngon chưa? Mời các bác nhé. Phải nói là thịt nướng kỹ nó ngon ạ. Nướng nhỏ nữa. Ủa nó dài lắm anh em ạ.
mà quan trọng nó là ui hai bọc chấm này tự nhiên nữa, miệng miệng thơ. Anh em nhìn này, đấy nó khô nó quắt mà. Trước chị ăn mũi cá vược là thấy nướng ngon, nhưng mà bây giờ ăn sang chấm đen là thứ nó khác bọt, bảo sao chấm đen nó đắt điện ăn nó không ngon hẳn. Ăn uống anh em đít hết can này là về nổ tạm. Hôm nay anh em tôi cũng không định là nướng cá đâu mà thấy nó nóng quá thèm tí bia, tí bia lại có tí mồi đây tiện là nướng luôn cá. Nóng quá. Nào. Cầu ngay chân cầu may chân cầu nó có cái chợ chứ. Được cái đây, đây là sông nhưng mà ngay gần khu dân cư cái đồ gì cũng có. Wow, giòn. Nói chấm chấm đen đúng là dòng đắt tiền quá. Bán sao chợ bán gần 100.000 cân ăn há bọt so với cái dòng cá kia. Chấm đen nó vượt. Đúng rồi. Giòn. Thớ thịt luôn. Ủa bỏng bỏng bỏng. Ủa bỏng. Phải quá. Không gì mà ngon bằng nước chấm ngọc à. Đây, các bác nhìn này. Thớ thịt chua chấm này, súp ớt này. Ui phê. Ngon. Phê hết ngon. Đã quá. Ua. Xuống. Đã thật. Cái cổ mùa hè ăn đồ nướng là nóng nhưng mà ngồi như này sướng. Có cái bìa nó mát uống đã. Chỉ nóng lúc nướng rồi đó ạ. May quá ở đây nó gần khu dân cư quá. Thế là em mà chạy đam tìm mua mãi được cái quạt USB. Nếu mà không có cái quạt đấy này không thể nướng được. Bởi nó nóng mà nó không có gió. Ngồi một quạt cái này đúng là quạt vỡ mồm rồi đấy. May quá tìm mua được. Này, nhà tôi mua cả dưa chuất, dưa chiếc các kiểu. Ngon lắm anh em ạ, không ngồi bờ sông các bác nhìn này, không khung cảnh nó tuyệt vời luôn. Đó. Nào chấm chấm anh em ạ. Ăn cái này cứ phải chấm. Ngon. Con cá con này ăn nó đỡ ngán. Được của nó đấy anh em ạ. Hai em vã gần hết con cá các bạn. Lật lật đây, lật đây. Con này to luôn, con này hơn 3 cân, ăn đã màn. Đấy. Lại cháy. Ô giòn quá. Anh em nhìn này, nhìn. Này may là có công thằng em hôm nay bắt con này, không có nó hôm nay em thật bác này mất con này chắc chắn cho em mất con này không thể bắt được. May là có hai anh em. Nhiều bác sẽ chửi xong mày đi không mang vợt mà người ta mình lúc mình mang vợt đi chẳng có vào to à. Hôm nay mình nghĩ là phi nhấc bổng là câu lục mà. Mình cũng nghĩ là hôm nay chắc là chả là con nào con nếu không mang vợt thế mà không mang thì lại tính buồn cười. Đây thành quả này nhờ uống thằng em à. Dự định câu lục nhưng mà đến nhìn thấy nước như thế là câu đài nên là nếu câu lục con này nhấc bổng nên quá bình thường. Kéo luôn nếu con lục con là mắc là kéo luôn rồi. Bình thường đi câu nục nên là có để ý gì cũng vợt thôi. Nhưng mà qua phải hàng khủng quá này nó chấm đèn là nướng ngon lắm các bạn. Da nó giòn. Công nhận là công nhận là phải công nhận là chấm đèn nướng ngon.
Các loại cá em nướng cũng rất nhiều rồi mà có nhận thấy chấm đen nướng ngon thật. Kèm thì tôi chuột ăn mát mát nữa. Ngồi cạnh bờ sông có như bằng. Hôm nay hai anh em chỉ uống được hết 5 lít thôi. Nay định ra chơi biên non nhưng mà sau này báo có bia hơi lấy luôn bia hơi. Bia hơi gió tiện. Non đi thú rác. Đây anh em à, dưa chuột này. Nó là bác Phương Thảo quá chu đáo luôn đấy. Ngon dưa chuột ăn ngon. Có tí đưa chuột ăn nó đỡ ngán mồm anh em. Ăn cá uống bia không là để cứ ăn mãi nó ngán mình. Cứ có một tí rau ăn mỏng hay vào cầu. Trời đang nóng ăn vẫn thấy phê. Kiểu như mình uống bia ấy, nó cảm giác nó không thấy nóng nữa. Vừa anh em tôi ngồi nướng nó thật các bạn là nó vã hết mồ hôi nóng cũng phải chịu rồi. Mà từ lúc anh em uống bia ấy, cảm giác nó bớt nóng hẳn. Vẫn là không có gió, vừa nãy cũng không có gió nhưng mà mồ hôi để đổ ướt hết áo. Mày nói mấy này nóng kinh thần. Ngon thật. Tuyệt vời. Ôi, hai anh em ăn vẫn không hết được con chấm đen các bạn ạ. Bữa quan trọng này uống bia lò quá. Bao nhiêu bia rồi các bạn. Phê phê. Anh em nào thấy video này mà hay hãy like share ủng hộ nhiệt tình nhá. Đã quá. Thằng em nó vẫn còn hầm hố vẫn là đi trong cái bụi của nó cầu qua kìa. Mình ở đây mình cũng là chán ăn rồi. Thằng em bây giờ kia nó cũng thu đồ vào, anh em nó thu đồ về luôn các bạn. Tầm chiều ấy, tầm này là chân nọ đá chân kia rồi anh em ạ. Ăn uống nó phê quá, phê pha. Hôm nay thằng này được toàn thú phi, mình được con đen. Thanh niên câu toàn thú phi. Anh em thằng này cũng làm YouTube các bác nhỉ. Đây cũng có một kênh YouTube để link ở bên dưới các bác vào xem ủng hộ anh em đó nhá. Video rất hay hôm nay. Đấy hôm nay nên toàn thú phi. Hôm nay nên thú phi chán quá các bạn. Rõ ràng là câu lục nhá, mà bác Phương Thảo câu đài nên phát đầu tiên đã được chấm đen rồi. Đấy. Khả năng em phải học hỏi kinh nghiệm bác Phương Thảo nhiều các bạn. Đấy hôm nay lúc em thả đầu tiên phát được con đen này luôn. Đó, thằng em này câu mãi thì toàn được rô phi thôi. Con đen là to luôn, con đen này nó khỏe hơn 3 cân. Anh em ăn không hết các bạn, bìa bọt ố chán nó chẳng hết. May quá là hôm nay là ở đằng kia thì nó cũng gần quán xá này, người ta mua đồ được. Đá chuối trước đằng kia chặt được các bạn ạ. Đấy, hôm nay gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa đấy. Thôi anh em tôi xin phép dừng video đây, vui vẻ được các bạn ạ. Muộn quá rồi.